Hey, Komawa, Sakura, Thùy Dương, Linh Nhi, vân vân. Không thể chào được hết tất cả các bạn được đúng không ạ? Thì đấy các bạn, theo như hôm trước thì đã hứa với các bạn đúng không ạ? Đó là tối hôm nay là chúng ta sẽ cùng nhau like nốt, chữa nốt cái đề thi thử phần ngữ pháp đúng không ạ? Hôm trước là mình chữa cái phần Monjigoi và phần đọc hiểu đúng không ạ? Đấy thì hôm nay chúng ta sẽ chữa phần ngữ pháp và những cái bài đọc còn lại. Nếu mà thời gian mà nhiều thì nó sẽ chữa được hết, nhưng mà nếu mà thời gian mà không đủ ấy thì tôi sẽ post lên trên cái group một chinh phục 140 để các bạn sẽ được làm lại nhá, để xem lại là cái mức độ cái các bạn kêu là khó lắm à, được chưa? Thì mình thử xem lại xem nó như thế nào. Nào. Ok, môn này chỉ bằng cái môn này rất là quen thuộc, có 13 câu đúng không ạ? Ừ, 13 điểm thôi, 13 câu. Đúng không ạ? Tìm ngữ pháp mà sao nó phù hợp. À, tìm cái gì đây nào? Đây, vào chỗ trống làm sao phù hợp thành ngữ pháp đây? Nó có mẫu câu Yoda đúng không ạ? Yoda nó luôn niệm cái tiếng trước. Bốn câu đều từ đô đúng không? Du cả, du mộ, du ste tổ du ste mộ. Nào, sora ga kurai, go wa nani nani ame ni naru yoda. Trời làm sao nhở? Trời tối đen xì đúng không? Nói chung là bên bầu trời đen xì. Đấy thì làm sao mình phán đoán yoda đúng không? Cuối câu là hình như nhá. Chúng ta phán đoán thôi. Hình như là sao nhở? Chiều nay chắc là trời sẽ gì? Sẽ mưa đấy. Thế thì các bạn có từ du cả là nó làm bằng kiểu như là pli, nó rất hay đi vào đuôi là vete hay là vete làm ơn mọi là hãy gì giúp tôi chẳng hạn đúng không? Du cả này nên đi kurasai. Thì mình sẽ không đi về du các bạn nhá. Loại ichiban. Du xe là câu hỏi tại sao, nó phải có từ để hỏi, đằng sau nó phải có cả chẳng hạn thế đúng không? Du xe mo là dù làm như thế nào cũng đúng không? Ví dụ bài này nè, du xe mo dekinai, em dù thế nào cũng không làm được, cũng không thể đi được chẳng hạn. Thì mình đứng đằng sau nó rất hay dạng phủ định các bạn nhá. Ừ. Thế còn lại đô mộ thì sao? Tại sao lại là đáp án câu này? Thì chúng ta sẽ nhớ ra nên là bình thường ấy các bạn hay dùng là đô mộ arigato gozaimasu là cảm ơn đúng không? Chân thành cảm ơn rất là nhiều. Thì nó sẽ thường nhấn mạnh ở đầu câu cảm ơn. Tuy nhiên là nó nếu như nó đi về yo này hay là nó đi với cả rashi nữa các bạn nhé. Nó có thể đi với rashi này hay là đi với mẫu câu su nữa. Đó, soda. Khi mà chúng ta thấy sự phán đoán ấy thì đó chính là gì nhở? Là đô mộ đứng ở đầu câu để thể hiện sự nghi ngờ, sự mập mờ có vẻ như là bạn nhé. Đấy, nghi ngờ, thể hiện sự nghi ngờ mập mờ. Có vẻ như là chiều nay trời sẽ mưa đấy. Nó thường đi vào những đuôi là yo, rashi và so. Ides có. Ừ. Không, do stemo đó là mang ý chí của em ạ. Có nghĩa là cho dù làm thế nào mình cũng không thể đi được. Cho dù làm thế nào mình cũng không thể làm được cơ. Nó không dùng trong phán đoán em nhá. Được chưa? Bạn, ừ đúng rồi. Đấy, đô mộ có lẽ, có vẻ, đúng không ạ? Khi mà chúng ta phán đoán thôi. Tóm lại đây là cái cụm rồi các bạn ạ, giống như chúng ta hay có là ma rượu đế thì hay đi với gì nhở? Ma rượu đế thì mình sẽ có cái mẫu câu là chô đúng không? Chô na chô ní đấy, là giống hệt đúng không? Là một cụm rồi. Rồi con số 2 đi băng này. Chigo to kimeru toki đúng không ạ? Jiu yo na koto wa jibun ga nani ga tokki ka o kankaeru nani nani. Koto da, no da, mono da to bai da. Cái điều quan trọng đúng không ạ? Điều trọng yếu khi mà mình quyết định công việc. Đó là cái điều mà chúng ta bản thân mình phải suy nghĩ xem là mình giỏi về cái gì, đúng không? Lĩnh vực mình giỏi là cái gì nhá. Câu số 2, thế thì các bạn đang chọn phương án số 1 là Kotoda đúng không ạ? Chắc là chúng ta sẽ loại mono đúng không? Không dùng mono được đúng không? Đứng trước là koto mà, kotoa đứng sau chắc chắn thì chỉ có thể là kotoda phải không các bạn? Kotoa, kotoda đúng không? Cái việc gì là quan trọng khi đó chính là cái việc. Ngoài ra là chúng ta có một ngữ pháp đó là veru, đi về veru hoặc là venai nữa. Veru, venai, kotoda là khi chúng ta gì nhỉ? Khi chúng ta kiểu như là gián tiếp của câu mệnh lệnh ý, đúng không ạ? Là nên hay là hay là đừng làm gì đấy. Veru koto đó là nên, venai koto đó là đừng làm gì. Khi mình đưa ra một cái phương án tốt nhất và thích hợp nhất đấy ạ. Đấy bạn nên, đấy tôi khuyên bạn nên hãy suy nghĩ xem là mình làm sao nhỉ, bản thân mình giỏi về cái gì. Cái ngữ pháp này nó rất hay dùng các bạn nhé, của N3, veru venai koto. Câu này cho nên nghĩ là không có làm khó được các bạn đúng không? Nào, câu số 3 nào, sang bằng. Ie o deru toki mae ni denki o keshitai to omotte ta ga kaete kita ra nani. Mình đã có suy nghĩ là gì nhở, trước khi mình đi ra khỏi nhà là mình gì nhở, mình muốn tắt điện đúng không ạ? Tuy nhiên đúng không, tuy nhiên là khi là kaete kita là khi mà trở về thì chấm 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 đúng không? Naze ka keshi wasureta yoda. Tại sao mà mình lại quên tắt được nhở? Chứng tỏ là bạn ấy quên tắt rồi đúng không ạ? Vậy quên tắt
thì là sao? Khi trở về nhà thì đèn nó làm sao? Nó vẫn chưa tắt đúng không? Và ở đây chúng ta sẽ có là ke si này. Ke si là đã tắt rồi này. Đúng không? Rõ ràng là câu 1 và câu 3 về nghĩa là mình sẽ loại luôn. Câu 2 đúng không ạ? Câu 2 thì là kie là gì nhở? Là đèn tắt rồi. Và câu 4 là kie tenai là phủ định là đèn vẫn chưa tắt. Rõ ràng là câu này nó dịch nghĩa là ra ngay đúng không ạ? Kie tenai, kie te đúng không ạ? Ừ. Khi mà trở về thì đèn vẫn chưa được tắt đúng không ạ? Trong băng hay. Rồi đấy thế này thấy nhá. Từ đầu đến giờ là chưa thấy bạn nào sai câu ngữ pháp nào luôn đấy. À câu 3 là có bạn Minh à. Minh là chọn Ichiban đúng không em? Ichiban là Keshite tại là mình đã tắt rồi đúng không? Đã tắt rồi thì bạn này nói là bạn ấy quen tắt mà em đúng không? Keshiwasure là mình đã quen tắt thì đứng trước, mà câu 1 là chọn đã tắt thì là nó sẽ bị sai về mặt nghĩa đúng không ạ? Ừ. Câu số 4 này, Yongbang. Câu 4 này thực sự trên này thấy là nó có một rất là dễ luôn. Nó nhìn trên này cái từ Moshika Suruto này là ra luôn đáp án này. À, lại thay đổi rồi à? Chúng ta có từ Shakai đúng không? Xã hội nhá. Shakai đúng không? Dondon kokusai ka shiteru. Xã hội thì ngày càng làm sao quốc tế hóa đúng không ạ? Watashi mo Moshika Suruto shorai kaigai ni nani nani kara. Tóm lại là Moshika Suruto thì nó luôn luôn đi với kamoshire này đúng không bạn? Chẳng cần dịch của mình cũng ra luôn rồi còn gì nữa. Đây là một cụm đấy. Và phán đoán thôi, có lẽ là trong tương lai là tôi cũng sẽ sống ở nước ở gì nhở? Ở nước ngoài đúng không ạ? Rồi. Gaikoku go ga hanaseru yo ni shite oko. Đấy và tôi cũng sẽ cố gắng làm sao là mình có thể nói được tiếng nước ngoài nhá. Rồi, câu 3 xong rồi nhá, câu số 5 này. Masako to Yuko đúng không? Hai bạn này hội thoại với nhau thì Masako bảo sao đây? Watashi wa kodomo to toki đúng không ạ? Là khi mà còn nhỏ. Chúng ta hồi còn nhỏ thì soto de nani nani kedo ima wa shou janai mitai ne. Mitai là chúng ta phán đoán nó nhìn được. Ừ bây giờ thì có vẻ là không như vậy nữa đúng không ạ? Đấy thì ngày xưa thì như thế nào, bây giờ thì không như vậy nữa. Bốn câu đều dùng từ chơi đúng không ạ? Asobitai này. Asobu tsumori janakata. Asobitakute tamaranakata và asobitagatte nakata. Câu số 5 là minasan kotai wa nanban desu ka? Bạn B thì bảo so yo ne, chuẩn đấy. Ima no kodomo wa dochira ka toieba jibun no heya de game shitai. Utte đúng không? Utte là chính là tối ưu đấy. Omotteru yo ne. Ừ tôi cũng nghĩ làm sao nhỉ? Nói kiểu nào đi chăng nữa thì các bọn trẻ con bây giờ ấy là nó cũng chỉ có muốn chơi game ở trong phòng của nó thôi, đúng không ạ? Nghĩa là gì nhỉ? Bọn trẻ con bây giờ thì nó trái với ngày xưa. Ngày xưa chúng mình thì muốn chơi ở bên ngoài, còn bọn trẻ con bây giờ thì nó chỉ muốn gì chơi game ở trong phòng. Vậy nên là chúng ta sẽ loại câu 2 và câu 4 bởi vì nó mang nghĩa phủ định mà. Đúng không ạ? Là tóm lại là đây là không chơi này. Mà trong khi ở đây mình phải nói là gì nhỉ? Là trẻ em ngày xưa ấy ạ. Đó, thì là muốn chơi ở bên ngoài mà thì mình phải là muốn đúng không? Bây giờ còn lại là câu 1 và câu 3 thì một cái là ve tai, một cái là ve ta cự te tamaranai. Chúng ta sẽ nhớ xem là ừ, ve tai thì cũng đúng đấy, là mong muốn của bản thân mình đúng không ạ? Tuy nhiên là đây là của quá khứ mà. Của quá khứ thì mình phải chia sang quá khứ đúng không? Đấy là cái nghĩa đầu tiên là chúng ta loại được câu số 1. Thứ hai nữa đó là gì nhỉ? Là mình có một bộ ngữ pháp nhá. Đó là tất cả các loại từ chia sang thể te. Ví dụ chúng ta có gì nhỉ? Động từ thì chuyển thành gì nhỉ? VT này. Động từ thì VT này, hay là chúng ta có tính từ đuôi Y đúng không ạ? Tính từ đuôi Y thì chúng ta Y chúng ta chuyển thành cự T này đúng không ạ? Hay là tính từ Y na thì mình chuyển thành đế đúng không ạ? Cộng với Tamara này. Nhá các bạn nhá, đây là một ngữ pháp rất là hay gặp của mẫu câu thì nhỏ, các ngữ pháp của N3 nhá. T hay là cự T, đế cộng với Tamara này. Khi mà chúng ta thể hiện một cái cảm xúc và tâm trạng mình không thể chịu đựng được ấy ạ. Rất nhá các bạn nhá, rất và vô cùng. Và là gì nhỉ? Ui ngày xưa nhá, hồi trẻ con mình là rất muốn chơi ở bên ngoài, vô cùng muốn chơi ở bên ngoài các bạn nhá. Hay là có một cái câu mà Sensei cũng rất hay nói, đó là gì nhỉ? Trời ơi có người yêu rồi vui dã man, có người yêu rồi vui dã man. Chúng ta nhấn mạnh cảm xúc mà đúng không ạ? Koibito ga dekite đúng không? Vui dã man là gì? Urashi cự te tamaranai. Urashi cự te tamaranai. Nhờ, bây giờ muốn gặp gì nhỉ? Muốn gặp gia đình quá. Rất muốn gặp gia đình. Kazo cứ nghĩ ai ta cự te tamaranai. Ideska. Đấy, nhấn mạnh cảm xúc nhé các bạn nhé. Rất và cực kỳ không chịu đựng được luôn ấy ạ. Vô cùng như thế. Ừ. Ideska. Cái mẫu câu tamaranai này cực kỳ hay gặp các bạn nhé. Câu số 6 này. Câu 6 đứng trước chúng ta có từ Sato là một cái tên đúng không ạ? Đằng sau có từ Namai.
Rồi bốn câu ở đây là nante, tono, tối tạ và tối yêu. Rồi ở đây mình sẽ có là à cái tên là gì nhỉ? Cái tên mà gọi là cha tôi ấy thì Nihonjin ni ichiban ooku là trong số các người Nhật đấy là cái tên nhiều nhất, và tsugi wa Suzuki desu. Tên tiếp theo đó là Suzuki. Thế các bạn có thể sen se tên là Hương thì sẽ là Hương tố yêu sen se. Hương tố yêu sen se. Các bạn nhớ khi nó nói là tên là gì thì nó chính là gì nhỉ? Tố yêu các bạn nhá. Đấy, tên là gì ạ? Đó chính là tố yêu ạ nhá. Sato tố yêu namae. Đúng rồi ạ. Đúng rồi. Cái tên Sato thì nhiều nhất. Hay rồi Snack đưa ra ví dụ. Câu số 7 nào. Daigaku de, đây là bối cảnh ở trường đại học nhá. Gakuse to kyoju. Kyoju nó chính là giảng viên này. Giáo viên nói gì với sinh viên của mình đây? Sensei đúng không? À, học sinh nói trước nhá. Sensei chutto wa karanai koto arun desu ga. Có một cái chỗ em không hiểu ạ, đúng không? Em có cái em không hiểu ạ. Nani nani ii desho ka? Ii desho? Nan desu ka? Có nghĩa là chắc chắn là bạn A bạn ấy đang muốn gì nhỉ? Muốn nó. Nếu mà chúng ta có từ ii desu ka thì chắc chắn đây là một câu gì nhỉ? Xin phép rồi. Đứng trước y thì các bạn nhớ duyên là luôn luôn chỉ xia sang phải thì đó chính là VT. Các bạn nhớ là mình xin phép là mờ em ngồi đây được không đúng không? Cô konnichiwa te mo ii? Phải không? Đó, em vào được không ạ? Hai te mo ii? VT mo ii? Thì các bạn nhớ là nó luôn luôn chỉ chia VT thôi, không bao giờ chia sang bị động này, cũng không chia sang sai khiến này, cũng không chia sang bị động sai khiến các bạn nhớ. Cái này nó rất liên quan đến cái phần là các bạn nghe. Thì nghe mà nếu mà các bạn nghe được một câu Ideska, Ideshoka thì đứng trước của nó chỉ có thể là VT, không được chia sang dạng khác ạ. Vậy đáp án của này chỉ có thể là Ichiban. Nhìn cái đuôi thôi các bạn ạ. Đấy, VT mối ý. Ukagat te mối ý, đó chính là dạng khiêm nhường của từ ki cự đúng không ạ? Đó chính là ki te mối ý. Ukagat te mối ý. Đúng không? Em hỏi xem thêm một chút được không ạ? Đó, ukagai. Đề thi của cô xe như đợt vừa rồi có gần với đề thi thật không hả? Thực ra là cũng không thể nào mà biết được nó là thật hay không, nhưng mà thực sự là trên đây thấy là cái đề thi thật ý, đề thi thật thì nó cũng không đến mức khó như các bạn nghĩ đâu, chẳng qua là vì cái tâm lý của các bạn thôi. Các bạn làm ở nhà thì mình thấy là bình thường đúng không? Đi thi thực ra chúng ta vẫn mang cái đề đấy chúng ta đi thi. Nếu mà trong phòng thi thì tâm lý của mình sẽ cảm giác là mình sẽ sợ hơn, phải không ạ? Đấy, bao giờ mình cũng sẽ hồi hộp hơn nên là mình cảm thấy đề nó khó thôi, chứ thực ra thì trên đây thấy là đề nào cũng giống nhau hết, nó cũng sẽ có câu này câu kia, có câu khó câu dễ, đúng không ạ? Vậy bây giờ chúng ta sẽ thử chữa xong cái đề này xong, chúng ta sẽ đánh giá cho xem là ngày hôm trước các bạn thi xong các bạn kêu đây là khó lắm. Tại vì là chúng ta đang bị ép thời gian. Ép thời gian mà chúng ta sẽ cảm giác được đi thi như là một đề thi thật ý, thì mình sẽ thấy khó. Nhưng bây giờ mình đang có thời gian rảnh rang mà chúng ta ngồi nó suy nghĩ nhiều hơn thì mình đã thấy nó gì? Ồ, thực ra là nó có khó đâu. Nhở, nó không hề khó như mình nghĩ mà. Đó. Câu số 8 đây là một câu hỏi về kính ngữ đúng không? Mình có xem đây là tôn kính hay là khiêm nhường nhỉ? Ryoko Kaisha no Kanta de Kanta Kauto là cái quầy đúng không ạ? Đây là ở quầy, một cái quầy trong công ty du lịch này. Kyaku to Kakari đúng không ạ? Nhân khách hàng nói một cái anh quản lý. Akino Dantai Ryoko Nitsuete Nanika Sidio Arimasu ka? Cho tôi hỏi là có cái tài liệu gì về chuyến du lịch theo nhóm vào mùa thu không? Hey, Kochira no Pamphleto desu. Vâng ạ, đây ạ, đây chính là cái gì nó, cái tờ giới thiệu ạ. Và dozo gozio ni nani nani kudasai. Tất cả bốn câu này có từ mochimasu là từ cầm đúng không ạ? Thì ý là gì nhỉ? Vâng ạ, anh ơi, anh cứ lấy tự do đi, anh cứ cầm tự do đi. Vậy chứng tỏ sẽ hỏi ai là người cầm? Khách hàng là người cầm. Khách hàng cầm thì phải tôn kính ngữ đúng không ạ? Vậy tôn kính ngữ mình sẽ loại câu 1 bởi vì đây là ô mà đi với shimasu là dạng khiêm nhường ngữ này. Đúng không ạ? Câu 4 cũng ô shimasu là khiêm nhường ngữ, mình sẽ loại câu 1 và câu 4. Tiếp theo, ô và ni ra được đúng là tôn kính ngữ nhưng đây là dạng khẳng định. Mà mình bảo anh ơi anh hãy cứ cầm tự do đi, anh hãy cứ lấy tự do đi, phải là gì nhỉ? Omochi kudasai. Các bạn nhớ câu là dozo okake kudasai không? Là mời ngồi đấy. Okake kudasai mời ngồi. Ohairi kudasai mời vào. Được chưa? Thêm ô về trước bỏ mã sự cộng kudasai đó chính là gì nhỉ? Là tôn kính lịch sự của từ kudasai, VT kudasai. Chưa thấy ai comment câu 9 cả. Nào, Izen này. Đó, Izen nhá. Izen là ngày xưa các bạn nhá. Trước đây ấy, mukashi onajimi. Okina jishin ni atta toki ni suido ga tomatta. À, khi mà cứ gặp động đất lớn ấy, trước đây ngày xưa ấy, cứ khi gặp động đất lớn ấy thì là cái đường nước máy là sẽ bị dừng lại này, đã bị dừng lại này. Supa de mo urikirete shimai. Là cả ngay cả ở gì nhỉ? Ở siêu thị cũng bán hết sạch luôn. Mizu ga nani nani taihen datta kara Mizu no botoru wa itsumo oome ni katteru.
Các bạn thấy ý ở đây nó là cứ mỗi lần mà động đất thì nó sẽ không có nước đúng không? Đấy, thế mà ở siêu thị nó cũng hết sạch nước luôn ý. Vì thế nên là mình không uống được nước nên là mình sẽ cảm thấy nó tai hen. Vì vậy nên là gì nữa? Là mua nhiều nhất đúng không? Luôn luôn mua nhiều các cái chai, cái lọ nước. À, bây giờ chúng ta sẽ có câu 2, chắc là mình không ai dùng nai tố đâu đúng không ạ? Na kề đề bà là gì nhở? Nếu không, na cắt là cũng là nếu không, còn nomen na cự te đó là bởi vì không thể. Các bạn nhớ là cái mẫu câu chia sang vẻ VT nó còn có một nghĩa là nguyên nhân mà. Bởi vì không thể uống nước đúng không? Không có nước để uống ấy ạ. Thế nên là rất là gì nhở? Rất là khổ. Ichiban nhá, câu 9 nó chính là Ichiban. Đó, nomen na cự te. Bởi vì không thể uống nước thế nên là rất là khổ. Các bạn nhớ nhá, hay là bởi vì không thể gặp người yêu nên tôi rất buồn chẳng hạn đúng không? Koibito ni aena kute. Làm sao? Savichii desu ne. Đứng đằng trước là chúng ta chia thể te, đứng sau luôn luôn là một cái từ chỉ cảm xúc ấy ạ. Thì nó đúng là đưa ra một ý nghĩa là vì đấy ạ, nguyên nhân. Ừ, giải thích lý do các bạn nhé. Nó không hẳn là câu nối đâu, nếu mà câu nối nó sẽ thể hiện sự tiếp diễn liên quan đến quá liên quan đến, nó phải liên quan đến quy trình thời gian, các trình tự thời gian thì nó mới là nối VT các bạn nhé. Còn đây nó chính là nguyên nhân và lý do đấy. Ừ, bởi vì cái mẫu câu VT nó có bốn ý nghĩa cơ mà, lý do, phương pháp, nguyên nhân và nối câu đúng không? Đấy. Câu số 10 này, Niwin ga hitsuyo to iwarete ta no de sono tsumori de ta ga kuwashi keka no Akensha no keka, niwin wa nani. Thì bạn ấy nói là bởi vì đúng không? Đây chúng ta có ngữ pháp đứng trước. Bởi vì là bị nói là cần thiết phải nhập viện và tôi cũng định như thế rồi. Thế nhưng mà kết quả kiểm tra chi tiết cụ thể thì đấy chúng ta có từ nhưng không ạ? Bởi vì là nhưng thì chứng tỏ là anh này có phải nhập viện được không? Ừ. Đứng trước thì nói là cần thiết phải nhập viện thế nhưng vậy chứng tỏ đằng sau là không cần nhập viện đúng không? Đúng không ạ? Nó phải định ý nghĩa đối lập với nhau mà. Thế nên là mình sẽ có câu 3 là Shina kereba naranai là phải. Mình phải đăng nghĩa ở đây là dạng phủ định là không cần. Nên là câu 3 sẽ loại này. Câu số 4 nhá. Shite wa ikenai. Chúng ta có VTY cái này là cấm. Cấm nhập viện thì nghe có phải hên nhở? Đây có phải là một quy định gì đâu mà cấm. Tiếp theo này. Shite mo yokunata đó chính là shite mo y. Yoku bằng y mà. VT mo y là gì nhỉ? Được phép. Còn na cự te mo y đó là không cần thiết phải làm gì. Vậy câu này đó chính là ni bằng đúng các bạn. Shi na cự te mo y, shi na cự te mo yokunata. Không cần thiết phải nhập viện cũng được các bạn nhé. Ừ. Đúng rồi ạ. Rồi nè. Chào. Chị Jiu Yi Chiba. Chào mừng các bạn. Jiu Yi Chiba wa namang desu ka? Ie de. Bối cảnh đó là ở gì nhỉ? Ở nhà nhá. Tsuma to otto no kaiwa. Rồi, vợ nói này. Kono sarada Akio wa nani nani kara tabete shimatte kureru? Vete kureru? Đó chính là nhờ vả này, nhờ vả người thân của mình thì người ta dùng kure hay là moraeru. Chứ còn nếu mà chúng ta nhờ vả lịch sự ấy, thì mình sẽ là vete itadakimasen ka? Vete kudasaimasen ka? Đúng không ạ? Ừ. À, shouganai na. Shouganai đó là bó tay luôn rồi đấy. Không có cách nào khác, bó tay luôn ấy. Đấy. Jasaro moto taberu te Akio ni ato de itoku yo. Vợ bảo chứ, anh ơi cái món salad này á, làm sao nhở, anh có thể ăn hết được không? Vetashimai nó là anh hết, anh ăn hết giúp em được không? Bởi vì là Akio chắc tên của đứa con, Akio nó, chứng tỏ là nó không ăn đúng không? Nó không ăn thì mình phải ăn hết nó, ăn hết hộ mà. Chồng bảo ứ không có cách nào khác rồi, em làm sao nhở, sau đấy là em hãy nói với Akio rằng là hãy ăn nhiều rau hơn đi nhé. Thứ nhất là chúng ta có câu 1 là te ta be ta gắt te đự đúng không ạ? Chúng ta có tính từ y bỏ y, tính đuôi na bỏ na cộng với đuôi ga đự thì đó chính là mong muốn của gì nữa, là cảm xúc của người thứ ba. Cảm xúc của người khác thì sẽ dùng với ga đự nhá. Còn nếu mà chúng ta nói là tôi muốn làm gì này, bản thân mình muốn thì mình sẽ dùng ve tai và ve teo chi. Còn nếu mà mong muốn của người khác mình sẽ là ta ga đự và ho si ga đự. Được chưa? Câu 1 sẽ loại nhá, bởi vì là không muốn cơ mà, con mình nó không muốn ăn. Tiếp theo sô già nai mà đứng trước là ve đự thì đây chính là một cô nghe nói thì không phải nhá. Yoga nai đứng, chúng ta nhớ một ngữ pháp trên đây nhá, động từ bỏ mãn sự cộng với yoga nai là chúng ta dịch là không thể. Nhưng mà không thể ở đây ý, không thể kiểu này này, đó là rất muốn á, rất muốn nhưng không thể. Thế thì có phải là bạn là Akio đúng không ạ? Đứa con Akio này nó rất muốn ăn rau nhưng không thể ăn đâu. Không phải nhá các bạn nhá. Ví dụ ta nói là à, khi mà chúng ta họ bị hỏi về cái cảm tưởng ở bộ phim, những cái bộ phim mà chúng ta chưa nghe bao giờ cả, thế ra chúng ta rất muốn trả lời nhưng không thể trả lời ấy. Và chính là cô tai vô cả này. Em rất muốn làm, em rất muốn hoàn thành nhưng em không hoàn thành được đúng không ạ? Đấy thì các bạn sẽ nhớ duyên xe nhá, là rất muốn nhưng không thể. Thế còn mẫu ngữ pháp đó là somonai là gì này? Động từ bỏ mãn sự cộng với xô đó chính là phán đoán đúng không ạ? Chúng ta là phán đoán bằng vẻ bề ngoài nhìn thế này, trông có vẻ sau đó. Đây là ta bê số 4 này, trông có vẻ là nó sẽ không ăn đâu.
nhìn đứa con mình trông phải không, nó không ăn đâu nhá. Hay là nó rất là đi với động từ bỏ, động từ ở đây khả năng đấy các bạn. Deki somo này. Đây chúng ta phán đoán đây này, sẽ đưa cho một bài tập đúng không? Senpai ơi, chắc em không làm được đâu. Deki somo này. Phải không ạ? Đấy. Hay là chắc em không viết được đâu. Kake somo này. Phán đoán bằng mắt thôi. Chắc là không thể. Có vẻ không đúng không ạ? Đấy, có vẻ không, chắc là không. Câu số 12 nào, Junibang. Shushoku setsumai kai de. Ở trong cái buổi gì nhỉ, giải thích thuyết minh về tìm kiếm việc làm đúng không ạ? Hai học sinh A và B đi này và nói chuyện với nhau xem như nào nhá. Ano kaisha no fungiki ga shiritai desu kedo, dou sureba wakaru daro ne? À sao nhở, mình muốn biết được cái không khí của công ty thì bây giờ mình phải làm như nào thì biết được nhở? Kaisha no naibu no hito ni shika, đúng không? Shika nai này, shika wakaranai koto dakara ne. À cái điều đó ấy, đúng không ạ? Thì chỉ có mỗi người trong nội bộ mới biết thôi, chỉ mỗi người trong nội bộ công ty người ta mới biết thôi. Japari, vậy quả nhiên là shushoku ni sa senpai ni. Làm sao quả nhiên là chúng ta nên gì nhở? Osie là gì nhở? Osie là chỉ đúng không? Chỉ cho. Nào, ý chúng ta ở đây câu này là gì nhỉ? Mình nên làm sao mà được senpai, mà senpai là cái người đi trước mà đã xin việc ở công ty này, người ta sẽ chỉ cho mình đúng không? Bởi vì trợ từ ní, thế nào chúng ta sẽ thấy là nếu mà các bạn dùng với kure ấy, thì kure thì nếu mà ở đây mình thay thành trợ từ gá cơ, senpai gá thì ok nhỉ? Senpai gá ocet kure tạ thì được nhá, nhưng mà ní các bạn không dùng được, bởi vì là kure luôn chủ ngữ là người khác mà. Tiếp theo này, đến loại câu 2 luôn nhá. Bây giờ còn lại là morai và từ một cái là vê tạo hoặc y và một cái là ha dự đúng không? Ha dự là chúng ta phán đoán thôi, chắc chắn một điều gì trong tương lai. Còn vê tạo hoặc y là nên, vậy đương nhiên câu này đáp án mấy rồi? Sang băng đúng không? Osiete morata hoặc y. Đấy, mình nên được gì nhở? Được senpai đã xin việc vào đấy trước rồi, họ sẽ gì nhở? Hướng dẫn cho, họ sẽ nói cho mình nhá. Câu số 13 nhá. Chúng ta chốt lại phần môn này số 1 này. Hayashi san wa kōkō sotsuge shitara shiyoto suru to itteru. Hayashi nói rằng là sao nhở, sẽ đi làm sau khi tốt nghiệp cấp 3. Donna ni susumete mo. Donna ni bằng với ikura các bạn nhá. Ikura bằng từ tatoe đấy ạ. Ba cái này bằng với nhau luôn đi với dạng temo phía sau. Mặc dù mình có susume, mình có khuyên nhủ đúng không ạ, giải thích như thế nào đi chăng nữa thì dai nga cử ní sinh nga cử, ý là mặc dù có khuyên nó như thế nào đi chăng nữa, nó vẫn không có ý định gì nhở, phân vẫn không có ý định học lên đại học đúng không? Bởi vì nó nói là sao nhở, nó nói là nó sẽ đi làm mà. Đấy, thế là đứng đằng sau nó phải dạng ở phủ định các bạn nhớ. Đấy, câu 1 sẽ loại rồi, câu 2, câu 3 loại này. CTY cái này là cấm này, còn lại đó chính là đi bằng. Còn ngữ pháp ở đây là các bạn sẽ nhớ gen C, đó là V chúng ta cộng với yo tố sơ dự nhá, ngữ pháp nhá. B, yo tố sơ dự là có ý định và cố gắng làm gì, có ý định và cố gắng làm gì. Tuy nhiên một cái rất quan trọng là nếu mà chia ra thể này, đó là tô sinai, yo tô sinai là nó chỉ đi với chúng cũng là người khác, không bao giờ chúng cũng là bản thân đi với sinai các bạn nhé. Khi mà chúng ta nói là người khác hoàn toàn không có ý định thực hiện động từ sẽ là siyo tố sinai, yo tô sinai nhá. Đấy, hoàn toàn không có ý định học lên nhá, sinh ra từ siyo tố sinai. Ngữ pháp này cực kỳ hay gặp của nửa bà ạ. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang phần bài sau các bạn nhá. Nào, hái sao nào. Đúng không? Xem bài hái sao này nó như thế nào các bạn nhá. Cho anh xem cái thứ tự nha các bạn ơi. Watashi ni wa dekinai dewa nakute. Nani nani. Chứ hết là chúng ta thấy cái dấu chấm không? Cách làm của bài này này, nếu mà có dấu chấm ở cuối câu ấy, thế thì khả năng là chúng ta sẽ có câu 3 đứng ở cuối câu không các bạn ơi? Hồ gái y ấy nhỉ? Đúng không? Đấy, chắc là 3 đứng đây rồi này. Nếu mà căng gai được tố, đứng trước tố là thể thường đúng không ạ? Chúng ta nhớ một câu pháp về tạo hồ gái y không? Hồ gái y đứng cuối cùng đúng không ạ? Thì đây chắc chắn là về tạo hồ gái y là siêu càng hồi sư kết tạo hồ gái y rồi. Một đứng đây rồi. Đây là còn lại 2, 4 hay là 1 hay là 4, 2 thôi ạ? 2, 4 hay là 4, 2 các bạn ơi? À, các bạn đang đưa ra phương án là 2, 4 đúng không? Tố mà, đứng trước tố thì nó phải là gì, là một câu trích dẫn đúng không? Rồi, ok, đúng rồi ạ, đó chính là lại nhá. Chúng ta dịch ngược lại này. Đằng sau nhá. Watashi nara, đúng không ạ? Dekiru to kankai ru. Shiu kan o tsuke ta hogai ii.
Tôi khuyên mọi người đúng không? Tôi khuyên bạn này là nên có thói quen là nghĩ rằng là mình sẽ nghĩ cái câu là nếu là mình thì mình sẽ làm được chứ không gì nhở? Đừng có suy nghĩ là gì nhở? Là em không thể làm được. Đấy. Hãy nên suy nghĩ đúng không? Có thói quen là suy nghĩ là nếu là em thì em làm được chứ đừng có nghĩ nếu bạn ai mà. Đừng có nói là em bản thân em không làm được đâu các bạn nhá. Đấy, vậy câu này sẽ là trong mang được chưa? Chào câu số 15 này. Kokoro kara wakari aeru nani nani de aru. De aru thì đứng trước của nó luôn là một danh từ, một tính từ đúng không ạ? Thì có thể câu này là chúng ta một hoặc là hai đứng đây, một hoặc hai đứng ở chỗ này nhỉ. Bởi vì nó là danh từ mà. Nếu mà ố đứng sau đó phải động từ đứng trước là một danh từ. Thế thì khả năng là chúng ta sẽ có là 4 đi với 3 đúng không ạ? Bởi vì là ố đi với mô trực là động từ duy nhất ở đây. Bây giờ là có cái gì đúng không ạ? Wakari ai được là hiểu nhau đúng không ạ? Hiểu nhau từ trái tim đúng không ạ? Câu số 15 là 2 1 2 4 3 à, 1 2 4 3 à. Tomodachi jinse no oki. Sao hai câu 1 câu 2 làm sao mà đứng cạnh nhau được hả em? 1 4 3 2 à? Tomodachi. Motsu koto wa jinse no oki na tanoshimi de aru. Chúng ta có ra nghĩa câu này chưa các bạn? Rất là dễ đúng không? Đó chính là gì đây? Đúng rồi, giống như các bạn đang điền đấy, đó chính là tomodachi này. Tomodachi wo motsu koto wa jinse đó, jinse no oki na tanoshimi de aru. Sao nhở? Là cái việc mà chúng ta có những người bạn mà hiểu nhau đúng không ạ? Mà hiểu nhau từ tâm hồn, từ trái tim như thế thì đó là một cái gì nhở? Niềm vui to lớn nhất của cuộc đời đấy các bạn ạ. Hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời mình đó là có những người bạn hiểu nhau các bạn nhé. Hiểu nhau wakari aeru desu. Thấu hiểu từ trong tâm đúng không ạ? Rồi. Hay, suy nghĩ câu số 16 nào. Sukoshi kurai takaku te mo nani nani kara kekkyoku wa yasui to omou. Cho dù có đắt đỏ một chút đi chăng nữa nhưng bởi vì chấm chấm thì cuối cùng thì mình vẫn thấy là nó rẻ thôi. Ok, hoa nagaku tsukaeru mono kau to hinshin tsu no ii. Hinshin tsu là phẩm chất và chất lượng đúng không ạ? Đấy, cho dù có đắt đỏ đi chăng nữa đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta mua cái đồ nào đó mà chất lượng tốt ý. Đấy, thì các bạn có thể sử dụng được lâu hơn đúng không? Ý câu này là như thế đấy. À ok, có bạn Loan đưa ra phương án là 4312, nghĩa là gì đây? Chúng ta ghép lên xe cả câu nhá. Hình si chữ nôi Mono kau gì đây? Kau hồ ga naga cự sky được đúng không ạ? Cái câu này ta thấy cũng rất là khá dễ hiểu cho nên vừa giải thích rồi đấy. Đấy, cho dù có đắt một chút đi chăng nữa đúng không ạ? Hình si chữ no i mono kau ở cao hồ á, cái việc chúng ta mua đồ chất lượng tốt thì có thể sử dụng được lâu dài hơn. Đa ga cự trừ cai được cả đà, rõ ràng là mình sử dụng được lâu hơn thì tóm lại là đắt nhưng mà nó vẫn hóa gì, vẫn hóa rẻ đúng không ạ? Này ok rồi, tiếp theo câu số 17 này. Watashi wa Nihongo do nai nani nai omotteru. Nếu mà chúng ta nhìn ra là một ngữ pháp đến rất là nhanh, các nhớ cái ngữ pháp đó là kurai kurai và hodo bằng nhau luôn đi với nai phía sau ấy ạ. Kurai Kurai Hodo nani nani wa nai. Các nhìn thấy qua chưa? Các nhìn thấy câu này có từ qua không? Câu này nó chính là không có cái danh từ nào mà lại bằng cái phía trước đấy ạ. Không có cái gì mà lại bằng. Dù là có đâu đơn giản nhất là không có cái người nào mà lại hiền như cô Hương chẳng hạn đúng không ạ? Hương sensei kurai yasashi hito wa inai. Đứng sau nó có thể là nai hoặc inai tùy xem danh từ phía trước của nó là gì các bạn nhé. Vậy nên là chúng ta chắc chắn được là ở đây là cái câu số 1 là nó sẽ phải đứng ở đâu các bạn? Đứng ở cuối cùng đúng không? Có bạn là Nguyễn Phương này. 3 2 4 1. Đấy. Rồi, chắc chắn là một đứng đây rồi. Ok, gá này. Shizen là tự nhiên này, Uzukushikuni đúng không ạ? Rồi, này. Shizen. Shizen thì đấy, Shizen ga Uzukushi kuni wa nai. Hay, so is ne. Là gì đây nhở? Tôi thì tôi nghĩ rằng là không có một cái đất nước nào mà thiên nhiên lại đẹp bằng nước Nhật đâu. Tôi nghĩ rằng không có một nước nào mà tự nhiên thiên nhiên lại đẹp bằng đất nước Nhật các bạn nhé. Đó, Nihon hodo đúng không ạ? Đó, ni shizen ga uzukushiku ni wa nai.
Câu số 18 nào. Haha, tu yoko này, haha mẹ nói về đứa con của mình đúng không ạ? Yoko sonna koto sha dame desho. Này, shicha là shite wa nhá, te wa này là Yoko ơi, con không được làm cái việc đấy đâu, đúng không ạ? Hé, shinasai to nani nani no ka wakaranai yo. Doushite iwareta kara shiteru no ni wa shikarareru, nó là bị mắng. Ở đây chắc là chúng ta sẽ, câu này là mình sẽ có hai đứng đây này, bởi vì đứng trước là tô mà, đúng không? Nói rằng ấy, bởi vì là mẹ muốn bị mẹ nói là hãy làm và con đang làm đây. Ấy thế mà tại sao con lại bị mẹ mắng hả? À? Đúng không ạ? Shinasai to iwareta kara shiteru no ni doushite shikarareru no ka wakaranai yo. Tại sao con lại bị mắng trong khi con thì nhở, con đang làm những điều mà mẹ được mẹ gì à? Bảo hãy làm đi. Ok, câu số 18 xong chưa các bạn ơi? Câu 18 này là chữ nhanh đấy. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần bài, đó là bài gì nhở? Bài đục lỗ này. Các bạn sẽ cố gắng duyên xe nhá. Đó, bây giờ mình sẽ chuyển sang phần bài đọc này. Bài đọc thì các bạn thấy là kêu ai cũng kêu là rất là khó nào. Bây giờ sẽ thử xem là thông thường là trên đây sẽ đều sẽ post trước cho các bạn lên trên group nhá. Bởi vì là rất là mong các bạn thông cảm, đó là trên live thì trên đây không thể nào mà show hết cả một bài được. Mà show hết một bài thì nó rất là khó, đúng không ạ? Nên là chúng ta sẽ bao giờ mình phải làm ở trên group trước, sau đó là lên live, trên đây sẽ chỉ dịch lại cho các bạn để chúng ta sẽ xác nhận đáp án thôi. Trước hết là câu nào nhá các bạn nhá. Đây, vào câu nào thì nên sẽ show câu đấy cho nó đấy, bởi vì là chúng ta không cần phải đọc hết cả bài đúng không, đọc dần dần được chưa? Nào cái bài này đó chính là Shitano Bunsho wa Ryu Akuse ga kaita sakubun desu. Cái bài văn dưới đây đó là bài văn mà một du học sinh đã viết nhá. Và Chotto Henna Meru, đây là một cái meow hơi lạ đúng không? Rồi sao đây, chúng ta bắt đầu câu 19 cho anh xem nhá. Câu hỏi về trợ từ wa ga no mo. Watashi wa nihongo no shousetsu ya essay o yomu no ga suki desu. Tôi là một người rất là thích thích đọc đúng không? Thích đọc những cái bài tiểu luận hay là tiểu thuyết tiếng Nhật. Sai shin no sai kin yonda no wa, cái mà dạo gần đây tôi đọc ấy, đó là gì nhở? Đó là cái câu chuyện kể về chi sai onanoko, kể về một em bé này có đi đến ở trọ, ở đúng không? Ở rất là nhiều tháng, mấy tháng liền ở nhà của một người shinseki, là một người gì nhỉ? Người họ hàng của mình, và kunio hana đây được ở xa gia đình. Vậy chắc chắn là chúng ta sẽ không thể dùng mo và no được, bây giờ chỉ còn một là wa và hai là ga. Nhưng bởi vì chủ ngữ đã đi về wa rồi, chắc chắn bên trong nó là thành phần bổ ngữ thôi. Mà thành phần bổ ngữ thì mình sẽ không đi về wa mà đi về ga các bạn nhé. Vậy câu này chính là gì nhỉ? Là ni bằng. Đấy. Đúng không? Bổ ngữ mà. Nhưng mà sẽ ngược lại nhá, chủ đây câu chính của mình đó chính là sai king yonda no wa hanashi desu. Đấy chính là câu chính. Còn cái bên trong là thành phần bổ ngữ, mà bổ ngữ thì luôn luôn chủ ngữ đi với trợ từ ga. Đấy, cái đứa bé nó giống sống xa gia đình nhá. Đó, i desu ga ga nhá. Đó. Câu số 20 nè. Câu 20 các bạn thấy là ở đây đều dùng từ ki ni i được. Các bạn nhớ xem là ki ni i được là thích nhá. Thích ạ. Nào. À, đến đâu rồi nhỉ? Đến đây đúng không ạ? Sono onanoko wa, à cái đứa bé gái đó ấy, thì mada ji ga kakenai no de, bởi vì nó vẫn chưa viết được chữ nên là sao đây? Hagaki ni okinamaru kaite, nó viết một cái chữ, một cái dấu tròn đúng không? Rất là to ở trên bưu thiếp. Rồi và nó đã thông báo một cái điều cho bố mẹ, đó là con đang gì nhỉ? Con đang khỏe. Nó viết một cái dấu maru rất to để thông báo mẹ là con đang khỏe. Amari genki ja nakatta ra, nếu như không được khỏe mấy thì cái dấu maru, dấu tròn nó sẽ gì ạ? Chi sa cự na đi, nó sẽ nhỏ hơn. Và genki ni natte shi bioki ni natte shimatta tả ra, nếu như mà bị ốm thì ma đự đế quan na cự, đó là không phải là dấu ma đự đâu, mà nó sẽ trở thành dấu gì nhở? Dấu ba chữ, đó là dấu x của bạn. Rất là đáng yêu nhở. Đấy, nếu mà khỏe thì là dấu ma đự rất to, còn nếu mà không khỏe lắm thì dấu ma đự nhỏ hơn, còn nếu mà bị ốm thì sẽ trở thành dấu gì? Dấu x. Rồi, watashi wa sono monogatari, đúng không? Đây chính là câu chuyện các bạn nhé. Là câu chuyện. Tôi thì rất thích câu chuyện đó đúng không ạ? Ok, tôi thích cái câu chuyện đó. Và chi bưng đế mộ yatte miyo to omimasu, và tôi đã có ý định là gì nào? Tôi sẽ làm, thử làm một cái điều như thế. Nào, đã thử làm, thế bây giờ chúng ta sẽ có thích nhá. Nào, kini itte, kini itte kara, kini itta và kini itta ra, chắc là mình sẽ lại câu 3 này. Đó. Các bạn ơi, các bạn có nhớ là
VT cara là gì nhỉ? Không phải là vì đâu nhá, VT cara là kể từ khi đó cơ. Sau khi đó, chắc là mình sẽ lại câu 2 luôn đấy ạ. Sẽ nên đăng lại cái câu của bạn bạn Lan đúng không? Lan đoạn trang trận phương án số 2 đúng không? VT cara là kể từ khi cơ, sau khi cơ. Chúng ta không ai nói là sau khi thích đúng không? Chỉ nói là vì tôi thích thôi. Các bạn nhớ, thế nên vừa nói là có một ngữ pháp nói VT là thích là vì không? VT là vì đấy, bởi vì tôi thích. Đó, tôi thích cái điều đó, tôi thích cái câu chuyện đó nên là tôi đã thử làm. Và câu này chúng ta là Ichiban thôi, Ki ni itte ạ. Quay xe một. Rồi, câu số 21 này. À, Ryo sinh nếu ạ, Ichimomeru daste được nổ đề. Bởi vì tôi thì tôi thường gửi mail cho bố mẹ tôi, nên là Hagashi đế bạn đã cự Mê được ni shimasu, tôi đã quyết định là gửi mail chứ không gửi bưu tiết như cái em bé kia đúng không? Muji no kawari ni okimaru dake ga hitotsu aru. Và tôi có nghĩa là trong mail có chỉ có mỗi cái maru rất to thay cho chữ thôi. Thay cho chữ là tôi viết một cái dấu tròn rất to. Chotto henname được đấy. Đó chính là một cái mail gì nhở? Mail hơi gì nhở? Hơi kỳ quặc đúng không ạ? Ừ. Một cái mail mà chỉ có một cái gì nhở? Dấu maru rất to. Rồi, tsumari dakara tatoeba to mochiron. Ryoshin ni wa imi o tsutaete masen. Và tôi không truyền đạt ý nghĩa cho bố mẹ. Chắc không phải là ví dụ chứ. Nào, câu 21 đâu ạ? Quỳnh Hương, Ni Băng. Minasan kotawa nama desu ka? Cho nên để có mỗi một bạn comment thế. À, bạn Dương gì dòm là Ni Băng. Chắc chưa? Dakara là gì nhở? Dakara là vì vậy à? Dakara là vì vậy. Đứng trước là nguyên nhân, đứng sau là vì vậy. Trong cái mail chỉ có một dấu ma nữ rất to thay cho chữ viết. Đó là một cái mail hơi lạ. Và bạn là chúng ta có hiểu ở đây không phải là vì nên không, mà cái ý nghĩa của câu này ấy, đó là bạn này đang bạn đang cố tình ấy, đang cố tình không truyền đạt ý nghĩa gì cho bố mẹ hết, không cho bố mẹ hiểu được cái mail này ấy. Nên là bạn này mới nói là tớ là chính là Mochidong. Câu này phải là Mochidong mới đúng các bạn ạ. Và đương nhiên là tôi không truyền đạt gì cho bố mẹ hết ạ. Bạn là tôi đương nhiên là tôi sẽ không truyền đạt cái ý nghĩa gì cho bố mẹ của tôi hết. Và sono ga omoshiroi desu kara, chúng ta thấy có kara, đó là bởi vì như thế thì tôi sẽ cảm thấy nó thú vị hơn. Tôi không nói gì cho bố mẹ bị ý nghĩa cả. Và vì bởi vì như thế thì nó sẽ hay hơn rất nhiều. Đa sa ato oto san to oka san wa du mo đa đa Imi ga wakaranai te te denwa ga kakatte kuru. Nani nani, câu 22 chúng ta sẽ có mấy cái đuôi này nhá. Bạn ấy được đưa ra là gì nhỉ? Kangai temasu. Tôi đã có suy nghĩ rằng là bố và mẹ sau khi gì nhở, làm sao nhỉ, sau khi tôi gửi mail xong thì bố mẹ của tôi sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? À, và đứng đằng sau là gì nhở, có cuộc điện thoại và nói rằng là không hiểu ý nghĩa của mail đấy là gì. Thứ nhất chúng ta có từ ân chả nai cả wake gà nai và cô tô gà nai. Mẫu câu ở đây chúng ta có vẽ được cô tô gà nai thì là không cần thiết phải làm gì, chắc khoai là không cần thiết phải gọi điện này. Wake gà nai là làm gì có chuyện gọi điện thì không phải này. Ưn chả nai là dạng phủ định, còn ưn chả nai cả thì nó chính là được cái mấy cái đuôi, cho nên xem là cái đấy rất hay dùng trong bài bài nghe có này. Ưn chả nai cả, ưn đế wa nai desu ka? Chúng ta có này bằng từ no đế wa nai. No đế wa nai desu ka? No đế wa nai daro ka? Ưn chả nai cả hay là ưn chả nai? Lên giọng các bạn nhé. Chẳng phải là hay sao, đưa ra ý kiến của bản thân mình. Chẳng phải là sau khi tôi gửi mail thì bố mẹ sẽ gọi điện đến tôi và nói rằng là bố mẹ chẳng hiểu con viết gì cả, bố mẹ không hiểu ý nghĩa của con mà tôi đã nghĩ như thế đấy, đúng không? Câu này là ni băng nhá. Câu số 23 này mình sẽ dịch qua cái qua đoạn này này. Ha ha kara henshin ga kita no wa Sugino. Và bạn ấy nói là ngày hôm sau là có cái phản hồi từ mẹ của mình đến nhá. Sorewa mojiganai. Mojiganai cự và ôi và cái mail đấy nó không có chữ luôn. Tada okina nijumaru ga hitotsu aru meru de aru desu. Nó là một cái mail mà cũng chỉ có một cái dấu nijumaru rất to. Chúng ta còn nijumaru giải thích cái này, đó chính là cái dấu nhỉ, gọi là hai cái dấu tròn nó xếp chồng lên nhau ấy.
Đấy, ngày hôm sau mẹ gửi lại mail và mẹ không viết gì cả, mà mẹ có một cái mail mà chỉ viết mỗi cái gì nhở, dấu tròn mà có hai cái xếp chồng lên nhau rất to. Watashi wa warate shimatte, và tôi cười. À, ryoshin wa imi ga wakattan da na. Bố mẹ mình đã hiểu ý nghĩa này. Kuni ga chigatte mo, rõ ràng là đất nước khác nhau ấy thế mà. Koyu koto cô tôi tề và cá rự mono nán đỏ tụ càng xin xin mà sợ. Tôi cảm thấy rất là hâm mộ và khâm phục bố mẹ, bởi vì làm sao nhỉ, khác đất nước mà bố mẹ vẫn hiểu được cái điều đó nhỉ. Rồi, sono henji wa mada dashite masen. Tôi thì tôi vẫn chưa gửi lại cái phản hồi nhá. Tôi chưa phản hồi lại cho cái mail đó của bố mẹ. Thế nhưng mà sang diu ma rự nó chính là ba dấu xếp chồng lên nhau các bạn nhá. Đúng không? Đi diu là hai cái xếp chồng, còn sang diu ma rự là ba cái xếp chồng lên nhau. Siyo ka to ima kangai te ru. Bây giờ tôi đang có suy nghĩ là tôi định là tôi sẽ gửi cho bố mẹ là ba cái dấu tròn luôn để thể hiện là con gì nhở? Con chắc là con cực kỳ khỏe đấy đúng không ạ? Nào, ni chigai nai các bạn nhá. Ni chigai nai là chắc chắn này. Dùng để phán đoán nhá. Daro to omou cũng là phán đoán này. Chumori desu là dự định trong tương lai, và tokoro desu, cái quan trọng nhất là chúng ta sẽ nhìn lên cái đuôi VT được. VT được thì sẽ không thể đi với mẫu câu chumori, bởi vì chumori chỉ đi với V được và V nai thôi. Định làm gì hoặc là không là gì nhỉ? Không định làm gì. Ni chigai nai là phán đoán trong tương lai, phán đoán một hành động nào đó dựa trên căn cứ có được đúng không? Thì cái này nó không phải là câu phán đoán các bạn nhá. Đấy, không phải câu phán đoán đâu, nên mình sẽ chốt nó là sang băng ạ. Câu 2, 3 dưới này có bạn Thúy Phạm và chọn phương án số 4. Em nhớ rồi, nó không đi ở VT được nhá. Câu 2, 3. Tại sao lại là Tokoro các bạn ơi? Các bạn nhớ cái mẫu câu Tokoro không? Đây này, ima đây này. Các bạn nhớ là mình có một cái thời điểm ăn đúng không? Vừa mới ăn xong tabeta Tokoro desu. Bây giờ đúng lúc tôi đang ăn tabete được Tokoro desu. Tôi sắp sửa ăn đây tabete được Tokoro desu. Thì tương tự là bây giờ đúng lúc tôi đang có suy nghĩ rằng, bây giờ đúng lúc tôi đang có suy nghĩ rằng là mình sẽ định gửi cho bố mẹ cái gì là mail mà có ba cái dấu gì là dấu tròn xếp chồng lên nhau, được chưa các bạn? Ides có. Đó chính là cái bài bài đục lỗ. Mình sẽ chuyển sang bài đoạn văn nhá. Cái bài đoạn văn hôm trước, cái livestream hôm trước thì nó chữa ba bài rồi, bây giờ mình sẽ chữa bài cuối cùng, bài số 4 này, chính là cái bài này đúng không ạ? Bài này là bài dạng gì đây nhở? Là dạng memo đấy. Câu số 27 là dạng memo ạ. Cái dạng memo thì như thế này, đây cái bài của nó như thế này, đúng không ạ? Nhưng mà đương nhiên là các bạn nhớ cho em xem là mail thư và memo thì luôn luôn cái phía trước của nó chỉ là câu chào hỏi, nên là chúng ta không quan trọng đâu. Nên ta có thể bỏ qua phần này. Trang là người nhận này, đúng không ạ? Đấy. Người gửi đây, Ogawa là người gửi này. Câu số 27 nào, thế này thì các bạn đang chọn phương án là đi băng à? Như này các bạn có nhìn được không ạ? Kono memo yonde chan san shinakereba naranai koto wa nani ka? Là khi sau khi đọc cái mail này thì bạn Trang bạn đấy phải làm gì ạ? Nào, các bạn để cho nên nhá, xem câu nào có từ kudasai là vete hoshi không? Đây rồi đúng không ạ? Vete hoshi đó chính là câu ý nghĩa chính nhất, quan trọng nhất đấy các bạn ạ. Theo như gì đây, theo như trưởng phòng Kitayama đúng không, thì có một cuộc điện thoại nhá, và chắc là đúng không, Tố Nokoto bằng Tố Yukoto nghe nói là sẽ gì nhở, đến muộn khoảng 20 phút, tê độ là ước chừng mà khoảng 20 phút nhá, cái cuộc họp 3 giờ sẽ đến muộn khoảng 20 phút. Quan trọng nhất đó là chúng ta có từ VTOC đây này, là tôi muốn bạn đấy đúng không, muốn anh bắt đầu đúng không, bắt đầu cuộc họp sau khi tập hợp đông đủ thành viên khác. Các bạn nhớ là Hokano mem soro là gì nhở, là atsumaru, là tập hợp đông đủ các bạn nhá. Và ý chính của cái bài này đó chính là muốn anh hãy bắt đầu cuộc họp sau khi được đông đủ toàn bộ, đủ hết số lượng thành viên. Thế mà sao là đáp án chưa các bạn? Bài này xem đây không cần giải thích nhiều đâu, bởi vì là mail thư ấy thì các bạn cứ nhìn cái đuôi nào có từ VT Kanasai và VTOC nó là đáp án thôi nhá, không cần phải dịch tiếp đâu. Mấy câu khác nó chỉ để ra cho chúng ta cảm thấy ai mai thôi. Còn mau qua bạn Dũng ạ. À. Các bạn đều chọn phương án là đi băng rồi đúng không? Thế này sẽ chuyển nhá. Như thế này thì không có viết được, như là viết không viết được cái gì các bạn ạ. Đi băng nhá. Nào, bây giờ mình sẽ chuyển sang bài trung văn nào. Bài chiêu bưng. Thôi bây giờ chắc là chúng ta sẽ thử chia đôi nhá. Đấy, như thế này chắc là nhìn rõ nhất này, đúng không ạ? Đọc đến đâu? Ôi, trên đây phải nói các bạn một cái điều như này nhá, là
Nhiều bạn nói chuyện với em là sensei ơi, ui, em sợ bài đọc dài lắm. Em có nghĩa là các bạn thông thường là cái tâm lý các bạn là nhìn những cái bài nào mà nó có nhiều chữ các bạn sợ đúng không? Sau đó là những cái bài đoạn văn ngắn ngắn ấy, nhìn ít chữ lại rất thích làm. Nhưng thực ra chính những cái bài đoạn đoạn văn ngắn đấy mới làm cho chúng ta cảm sao? Làm cho chúng ta bị sai và bị lừa rất là nhiều. Mà rõ ràng là cái bài này là bài trung văn, bài dài nhưng nó có đến tận 3 câu hỏi cơ mà. Phải không ạ? À? Giống như kiểu nó chia làm 3 đoạn ấy thì mỗi một đoạn là một câu hỏi không, thì nó khác gì là một bài đoạn văn đâu. Khác gì là một câu hỏi trong bài đoạn văn đâu. Các bạn làm một câu đoạn văn thì cũng tương đương với một câu trong bài trung văn đúng không? Điểm số của nó bài trung văn còn nhiều hơn cơ. Nên các bạn đừng bỏ qua hay là các bạn đừng có chọn bừa những cái bài trung văn và trường văn nhá. Nó nhiều chữ nhưng nó chia ra làm nhiều câu hỏi là chính ra còn dễ hơn so với bài đoạn văn. Nên sẽ khuyên thật lòng với các bạn là những cái bài chính những cái bài này thì lại càng dễ. Nó nhiều thông tin để các bạn chọn được luôn đấy ạ. Nào, bây giờ mình có từ tai chi wa phê tema sen. Ôi lại nói các bạn một điều nữa là bài đọc mà có cái thành phần gạch chân là cái cách mà cái bài mà trên đấy thích nhất đấy các bạn ạ. Đấy, thích nhất luôn đấy ạ. Tại vì sao? Bởi vì thông tin nó chỉ xung quanh đấy thôi. Đấy, nào, trọng lượng không tăng lên là tại sao nhá? Câu này chúng ta làm được, chúng ta nhìn được rõ chứ? Ừ, đấy. Câu 28 này. Ra đáp án chưa? Cho nên dịch qua các bạn nhớ e sợ a tai là cho gì nhở cho con chuột nó ăn đúng không ạ, sau khi ăn thì mấy ngày sau đúng không, vài sư di trự gộ đúng không, sư di trự đó là vài ngày sau thì chúng ta sẽ thử đăng gì thử cân cái cân nặng đúng không ạ, cân nặng của nó lên rồi e sợ á karada ni hai tạ bưng thai diu gạ phu e đệ đệ sô cả, người ta đang hỏi liệu cân nặng của nó có tăng lên không, bởi vì là nó có gì nhỏ, nó có đồ ăn đi vào người rồi đấy, thì liệu nó có trọng lượng nó có tăng lên không, ta đoán đi, cho nó ăn đúng không ạ, vài ngày sau chúng ta thử cân lại liệu nó có tăng cân không, bởi vì chúng ta cho nó đồ ăn vào trong người rồi, và câu trả lời đó là sô đế hoàn đạp cử, không phải vậy đâu, cân nặng của nó không tăng lên. Và câu hỏi là tại sao nó không tăng lên các bạn nhé. Ima kara yaku 70 năm mai ni là làm sao nhở 70 năm trước đúng không? Khoảng 70 năm trước thì làm sao nhở? Có một nhà nghiên cứu người Đức đã phát hiện ra điều này. Và đã nghiên cứu được là tại sao lại như vậy. Các hiểu ạ, anh ấy nói rằng ấy, anh đấy có suy nghĩ rằng đây này, đã suy nghĩ rằng là tabemono wa nezumi no karada no naka ni tobeko. Các bạn nhớ từ toke được từ tan không? Thì tuke cô mự đó chính là tan và hòa tan đấy ạ. Ý là đồ ăn nó sẽ hòa tan vào trong cơ thể của con chuột đúng không ạ? Rồi nó sẽ thay thế đúng không? Nó sẽ chuyển thành các tế bào các bạn nhé. Các tế bào từ trước tới nay. Nha các bạn nhé. Các tế bào từ trước tới nay thì bây giờ đồ ăn vào nó sẽ thay cho những cái tế bào đó. Irika, Kawari. Và nó sẽ trở thành một phần trên cơ thể. Nó sẽ trở thành một bộ phận trên cơ thể. Đấy chưa các bạn? Đấy, đồ ăn đi vào trong người, nó sẽ tan vào trong cơ thể và sẽ thay thế cho các tế bào trong cơ thể. Vậy có nghĩa nó trở thành một bộ phận trên cơ thể thì nó cơ thể của mình nó sẽ không tăng cân bởi vì nó vẫn nguyên như thế mà. Ừ. Vậy nên là các bạn sẽ có đáp án câu số 28 là gì nhá? Tại sao lại không tăng? Câu một là bởi vì là đồ có phải là bởi vì đồ ăn cho con chuột nó rất nhẹ không? Sai luôn đúng không ạ? Câu 2 là bởi vì đồ ăn đi vào trong người thì nó sau khi được hấp thụ thì cân nặng của nó sẽ biến mất. Rồi làm sao nhở? Bởi vì đồ ăn nó tan và nó thay thế cô tai nhá. Cô tai nó sẽ bằng từ ide kawari các bạn nhé. Thông thường đáp án nó sẽ đưa ra một cái từ mà nó thay đổi cách diễn đạt đi, nó chuyển sang một từ khác nhưng mà nghĩa của nó vẫn giống nhau. Đó là bằng từ cô tai bằng từ ide kawari. Đấy, nó thay thế cho những cái tế bào khác này. Và đáp án câu này chính là sang băng các bạn nhé. Đúng rồi. Ừ. Rồi, chúng ta chuyển sang câu số 29 này. Câu số 29 này chúng ta sẽ dịch bắt đầu đến từ đây đúng không ạ? Đấy, và các tế bào từ trước tới nay đúng không? Thì nó sẽ bị làm sao nhỉ? Bị thải ra bên ngoài cơ thể đấy. Có nghĩa là, đúng rồi, đồ ăn đi vào trong người đúng không ạ? Nó sẽ thay thế cho các tế bào cũ. Còn các tế bào cũ thì nó sẽ bị đào thải ra bên ngoài. Vậy như vậy có nghĩa là những cái động vật như thế thì bằng cái việc nó ăn đồ ăn thì các tế bào của nó sẽ dần dần thay đổi nhé. Đấy có nghĩa là nhờ dựa vào cái việc ăn uống mà các tế bào sẽ thay đổi càng ngày càng thay đổi nhá. Ningen no karada mo onaji desu, và con người của gì nhỉ? Thân thể con người, cơ thể con người cũng giống như vậy nhá. Đó là tế bào trong cơ thể cũ của mình ý, từ trước tới nay những tế bào cũ trong cơ thể của mình thì làm sao nhở? Nó sẽ thay thế cho những cái đồ mà gì nhỉ? Mới đi vào.
Vì vậy, desu kara, 1 nen kurai tateba, chúng ta có từ ta dự là trải qua. Nếu như mà trải qua khoảng 1 năm, thì kara no naka wa, trong cơ thể của mình sẽ hoàn toàn thay đổi thành những cái tế bào mới. Đấy, hoàn toàn thay đổi thành tế bào mới nhá, con người chúng ta ấy. Kono ten kara ieba, nếu như nói từ cái điểm như thế này, thì nan nen mo ae awanakata hito ni atta toki, khi mà chúng ta gặp lại cái người nào đó mà rất nhiều năm chúng ta không gặp, đúng không ạ? Mà chúng ta lại có câu cách diễn đạt hyogen chào hỏi nhau là okawari arimasen ne, ui dạo này chẳng thấy thay đổi gì mấy nhở, mấy năm sau gặp à, uầy khiếp chẳng thấy thay đổi gì cả, thì câu đấy là một câu sekai thế này, thì câu đấy là một câu không chính xác một chút nào hết, hay không các bạn? Đấy, tác giả bảo câu này là không đúng đâu nhá. Tại sao không đúng? Bởi vì là gì nhở, là rõ ràng là bên trong cơ thể mình thay đổi mà lại bảo là không thay đổi gì, đúng không? Câu này là nhớ giống như kiểu là một câu dí dỏm thôi các bạn ạ. Bạn Phạm Hồng Trung đang chọn phương án là sang bang. Có mỗi bạn Trung thôi, còn lại trên đây chưa thấy bạn nào chọn câu 29 cả. Tại sao, đúng không? Tại sao lại là không đúng các bạn ơi? Tại sao cái câu mà dạo ở đây chẳng thấy thay đổi gì mấy lại là sai? Bởi vì trải qua rất nhiều năm thì không có sự hen cà gì, đấy là điều bất tự nhiên là sai. Không phải, đấy là một điều không tự nhiên nhá. Tế bào trong cơ thể con người của mình thì tất cả đã trở nên mới. Có phải là tất cả các tế bào trong cơ thể của mình đều mới 100% không? Người ta chỉ nói là tế bào trong cơ thể, người ta không nói là hoàn toàn, không nói là toàn bộ các bạn nhá. Còn câu số 3 này, các tế bào mặc dù có thay đổi đi chăng nữa. À có phải không nhỉ? Nói chung là câu 29 này thì cũng có thể là, nói chung là câu này, câu 1 chắc chắn là đáp án là sai rồi nhá các bạn nhá. Câu 2 thì thế này thì đang gọi là mình phân vân. Bây giờ mình đọc tiếp này. Là mặc dù các tế bào thay đổi đi chăng nữa thì làm sao nhỉ? Toàn bộ cơ thể của mình không thay đổi. Thế nó sai rồi đúng không các bạn? Tiếp theo này, nani mo kawatte nai to iu no wa, cái việc mà không thay đổi gì đó là điều nói dối. Rồi, chốt là đi băng rồi các bạn ạ. Có nghĩa là cái phương pháp làm bài đọc ấy, đó là khi mà chúng ta đọc mà chúng ta thấy như trên đây vừa nói là toàn bộ gen mự, thì trên đây thấy là nó có thể là không đúng, nhưng mà nó chưa hẳn là nó sai hoàn toàn, nên mình sẽ đọc hai phương án còn lại. Nếu như mà hai câu này mà nó sai ấy, thì nó sẽ cho quay về câu số 2 nữa. Được chưa? Câu cuối cùng thì là người ta đang hỏi là tác giả đang muốn nói điều gì các bạn nhé. Chúng ta dịch câu cuối này. Thường là cái phần câu hỏi cuối cùng nó luôn luôn nằm ở cái đoạn cuối cùng, cái câu nó rất là ngắn thôi đúng không ạ? Vì vậy nên là ningen wa taberu mono niyotte tsukurareru tou no wa jijitsu nano desu. Cái sự thực nói rằng là gì nhở? Là con người sẽ gì nhở? Được tạo ra, cơ thể con người được tạo ra làm sao? Là dựa trên đồ ăn đấy. Taberu mono karuku mite wa ikenai. Mọi người ơi, mọi người đừng có xem nhẹ đồ ăn nhé. Đúng không ạ? Koyukoto kara kitemasu. Tóm lại là chúng ta có suy nghĩ là chúng ta đừng nên xem nhẹ đồ ăn, bởi vì đồ ăn nó sẽ tạo ra cơ thể con người chúng ta, đúng không ạ? Vậy điều tác giả muốn nói nhất ở đây đó là chúng tác giả đang gì nhỉ? Nhấn mạnh vào cái tabemono các bạn ạ. Đấy, được chưa? Có một sự thực đó là con người được tạo ra nhờ có đồ ăn. Nó kêu sukari à? Đúng không ạ? đây đúng rồi, Sukari đúng không? Có thể là trên đây không nhìn hết đấy đúng không ạ? Đúng rồi, hoàn toàn đúng không? Sổ. Hay. Câu 30, các bạn đang chọn phương án số 4 đúng không? Thế này thử dịch câu số 4 nhá. Nhờ hito no kara wa tabemono de kimaru kara, đó là gì đây? Cơ thể con người thì sao nhở? Là đồ ăn đúng không? Được quyết định bởi đồ ăn đấy. Vì vậy nên là nani wo taberu ka kichinto kankae nakereba naranai. Phải suy nghĩ thật cẩn thận nhá, xem là hôm nay ăn gì là phải suy nghĩ thật kỹ vào, bởi vì là cái đồ ăn nó rất là quan trọng đúng không ạ? Câu 1 thì làm sao? Kể cả khi mà mình nói chuyện với người khác thì làm sao nhở? Mình cũng phải có ý thức, mang tính khoa học, nghe có vẻ vĩ mô quá nhở. Cơ thể của con người thì luôn luôn thay đổi, vì thế nên là gì nhở? Cho dù chúng ta ăn một cái đồ gì nó không tốt cũng được, cũng không vấn đề gì. Câu 3 đó là gì đây nhở? Cái suy nghĩ rằng là không ăn đồ vì là gì ạ? Sợ tăng cân đúng không ạ? Thì đó là điều sai. Rồi, chắc chắn là câu trong băng rồi, liên quan đến đồ ăn nhá. Tabemono. Chúng ta sẽ còn một bài tìm kiếm thông tin nữa. Chúng ta sẽ chữa nốt bài Jo Kensaku nhá. Hôm nay trên đây có đăng lên group 140 rồi đấy các bạn ạ. Còn cái bài mình có một bài trung văn và bài trường văn nữa nhá. Thì trên đây sẽ đăng sau. Và những cái bài đấy chắc là trên đây sẽ cho đáp án ở trên group thôi. Chứ còn chữ ở trên live thì có vẻ là chúng ta sẽ không show được hết đâu.
Nào, đây là cái bài mà nói về uketoru đúng không? Uketori đó là cách mà chúng ta nhận được nhận gì nhỉ? Nhận hành lý ấy. Khi mà gì nhỉ? Thời mình là du học sinh đúng không? Thì cái hành lý mà chúng ta được được ship ấy, được gửi thì chúng ta sẽ nhận như thế nào? Cái cách để mình nhận được nhá. Đúng không ạ? Đây gửi đến khách hàng. Thì các bạn muốn làm bài tìm thông tin ý, bao giờ mình cũng phải làm sao nhỉ? Mình phải dịch thật kỹ câu hỏi đây nhá, xem câu 38 người ta nói cái gì này. Matto sang o mokuyō bi no gogo kuji han ni ie ni kaeri. Matto sang thì khoảng 9 rưỡi là khoảng 9 rưỡi của chiều đúng không ạ? Đêm đấy ạ. 9 rưỡi tối ngày thứ năm thì về đến nhà. Hai ta tự memo ga aru no ni kiga tsuita và nhận ra là mình có một cái tờ memo memo của hàng ship ấy ạ, đúng không ạ? Ship hàng. Kitaku wa Kitaku wa itsumo kono jikan ni naru. Và ngày nào bạn ấy cũng giờ về về nhà vào cái giờ này các bạn nhé. Itsumo. Rồi, nimotsu wa haita chữ shite moratte mo ii. Ok, hàng hóa thì làm sao nhở? Bạn đấy nói là gì nhở? Ship cũng được này. Rồi là sao nữa? Rồi là uketori ni là đi đến lấy cũng được này. Và câu hỏi ở đây đó chính là nhở? Vậy thời gian bạn đấy có thể đi lấy được đúng không ạ? Thời gian có thể đi lấy được là gì đây nhở? Là sau ngày mai và là sau 8 rưỡi tối hàng ngày. Và chốt lại cái phương pháp bạn đấy đi nhận nhanh nhất, đi đi đến lấy nhanh nhất đó là cái nào? Nào, cái phương pháp mà mình nhận được hàng nhanh nhất khi mà chúng ta đi đến lấy nhá, đi lấy trực tiếp đấy ạ, thì mình sẽ có phương pháp như thế nào nhá? Chúng ta sẽ lướt nhanh lên xem cái bên này có chỗ nào nhá. Có hai trường hợp này, ma tạo hoa hoặc này. Một là các bạn sẽ nhờ người ta ship lại, hai là uketori. Thì sẽ có cái trường hợp thứ nhất đây. Đây là trường hợp chúng ta mong muốn người ta sẽ gì nhở? Hai ta chữ. Nhưng mà các bạn phải đấy, cho nên là câu hỏi ở đây là bạn ấy muốn đi gì nhở? Muốn đi nhận cơ, bạn ấy muốn đi lấy cơ, muốn đi nhận hàng cơ, thì mình sẽ không lấy trong trường hợp này nhá. Đó. Câu 2 này thì sao đây? Đây là cũng là hai ta sự này cũng không này, nó sẽ chuyển tiếp theo này. À, các bạn sẽ nhìn xem đây có từ tsugi no higiko, đó là sau ngày hôm sau, thì khả năng câu này chúng ta sẽ áp vào đây đấy. Như thế này có vẻ là hơi khó nhìn đúng không các bạn? Các bạn có nhìn rõ không ạ? Cho nên sợ là chúng ta không nhìn được hết là khó nhìn lắm. Các bạn nhìn được cái trường hợp mà cuối cùng đấy không? Đó là đi lấy này, đúng không ạ? Uketoru đấy, trong trường hợp chúng ta lấy này và sau ngày hôm sau là đang đúng theo tiêu chuẩn của bạn đấy đấy. Đi lấy và sau ngày hôm sau đấy ạ, sau ngày mai đấy. Sau ngày mai thì ở đây người ta nói là gì đây? Đây các bạn nhìn được dấu sao không? Hai ta chữ senta madoguchi taioji càng đấy. Đúng không? À, và thời gian ở đây là bạn đấy muốn là sau 8 giờ. Đấy, sau 8 giờ. Sau 8 giờ ở đây thì nó sẽ là cái này 9 giờ đến 17 giờ là không được này. Đúng không? 17 giờ đến 9 giờ này. Và 9 giờ đến 00 giờ đúng không? Thì tóm lại là bạn đấy sẽ đi đến Tokube chữ gì nhỏ, Madoguchi, đến cái quầy gì nhỏ, quầy đặc biệt đấy ạ, trung tâm đặc biệt ấy. Nên nó sẽ nhìn phương án đặt ở đây là có 4 câu này là mấy đây ạ? Trung tâm quầy đâu, đúng rồi, sang băng. Đúng rồi, sang băng ạ. Thế này chỉ dựa qua là thôi bởi vì là chúng ta không nhìn được hết ý. Nên là các bạn sẽ xem lại ở trên cái group 140 nhá. Đã sẽ đăng hết cả bài cho các bạn rồi đấy. Đúng chưa? Bởi vì bạn ấy muốn đi đến lấy trực tiếp mà. Mà sau ngày mai lại còn sau 8 giờ nữa thì chỉ có cái phương pháp cuối cùng này là hợp lý nhất thôi. Đến trực tiếp quầy các bạn ạ. Câu số 39 là bạn Ro này. Đúng không ạ? Bạn ấy đã gì nhở? Nhìn thấy một cái memo ship hàng vào 5 giờ của gì nhở? 5 giờ chiều ngày 5 tháng 12 và online tí sao nhở? Sai hai ta sự Tanomitai Kibo có nguyện vọng là muốn nhờ người ta ship lại qua đường online đúng không ạ? Thì là khoảng 7 giờ chiều, 7 giờ tối ngày mai ngày hôm sau các bạn nhé. Đấy, khoảng 7 giờ tối ngày hôm sau thì ru sao ạ? Hinichi to jikan đố nói ở ní niu điêu cự sư đự niu điêu cự là nhập nhá. Bạn ấy nên nhập thời gian và ngày như thế nào ạ? Nên nhập như thế nào? Năm nay là gì nhở? Năm nay là năm 2020 các bạn nhá. Thì tất cả bốn ngày đều là 2020. Nó nhìn trên đây có chỗ nào nó có cái form ý. Đây, chỉ có khu này thôi đúng không? Đây, cái khu mà theo form ấy ạ. Theo form có viết ngày tháng đấy.
2020 giống nhau rồi đúng không ạ? Hôm nay là ngày mùng 5 đúng không? Mà bạn ấy muốn nhận hàng vào 7 giờ của ngày hôm sau ấy ạ. Ngày hôm sau thì có phải mùng 6 không các bạn? Mùng 6 đây, theo cái form đây, ví dụ nhá, là bạn ấy muốn nhận vào ngày 15 tháng 1 năm 2021 thì bạn ấy sẽ viết là 02021 10 gì đây nhở? 1 năm đúng không? Thì tương tự câu này chắc chắn là phải là mấy rồi ạ? Là 120 gì nhở? 06 đúng không? 1206 đây. Ngày 6 tháng 12, còn lại là thời gian là 2 hay 3, mình sẽ xem thử xem này. Không có nguyện vọng gì thì viết 0 nhá. Trong buổi sáng viết 1. Từ 12 đến 10 giờ 7 giờ viết 2. Còn từ 17 giờ đến 21 giờ viết 3. Bạn này là muốn gửi hàng vào lúc 7 giờ tối mà 7 giờ tối à? Thì nó sẽ nằm trong trường hợp đó là số 3 đúng không? Vậy là số 3 thì mình phải chốt là mấy các bạn ơi? Dông băng đúng rồi ạ. Đấy các bạn, hầu hết là chúng ta đều chọn đúng rồi. Thế nên đây không thể nào giải thích kỹ hơn được đấy, gọi là chỉ cho đây cho các bạn được là cái chỗ mà đáp án của nó ở cái chỗ nào thôi. Nếu mà các bạn muốn biết chi tiết hơn cả bài nhá thì chúng ta có thể là lên cái group xem cái bài để giúp em xe nhá. Được không ạ? Đấy. Đấy là hoàn toàn tất cả cái bài hoàn chỉnh ngữ pháp và đi với rất là nhiều bài đọc rồi. Còn có hai bài đọc nữa thôi thì mai sẽ post nốt cho các bạn nhá. Với lại một phần nữa là cũng sắp tới là có một đợt thi thử nó của cô xe đấy. Lúc đấy nếu mà bạn nào mà đợt vừa rồi chúng ta không có cơ hội để tham gia thì các bạn sẽ cố gắng sắp xếp thời gian nhé. Bởi vì là cô xe tổ chức vào thứ bảy chủ nhật mà. Và hai ngày cuối tuần thì các bạn có thể tham dự được. Cho nên nghĩ là chúng ta sẽ cố gắng, tại vì là nó diễn ra cả ngày mà. Chúng ta có thể là rảnh ngày chúng ta đi làm thì tối mình có thể là bớt chút thời gian ra mình để làm bài thi thử các bạn nhé. Để xem là cái thực lực của mình như thế nào trước khi thi nhá. Ngày 27 đấy các bạn ạ. Phần này các bạn chỉ làm tối đa 5 phút thôi. Bài tìm kiếm thông tin là cái bài rất là dễ. Nó có nghĩa là nó giống như kiểu là chúng ta, như cái bài đoạn văn trung văn thì chúng ta phải đọc hết từ đầu đến cuối đúng không ạ? Nhưng mà bài tìm kiếm thông tin thì mình sẽ đọc câu hỏi, rồi từ câu hỏi mình sẽ áp xem là người ta hỏi về cái gì, mình sẽ lướt tìm xem thông tin ở đâu á. Nó không nên làm bài lâu quá nhá. Đấy. Ví dụ như đây chúng ta thấy câu hỏi này về form, mình phải lướt chỗ nào nó có form thì chỉ có khu này thôi đúng không? Ừ. Còn câu 1 là hỏi về cách thức mà chúng ta đến đây trực tiếp thì nó chỉ có cái khu này thôi. Nó không thể là cả bài được. Đấy là cái cách phương pháp làm của bài tìm thông tin các bạn ạ. Hẹn các bạn vào livestream vào sáng thứ 2 tuần sau nhá.